Hiện tại ở Houston đó, có một khu rất là mới, rất là hot luôn. Con zip code là 77084. Thì cái khu đó là kế bên cái border của Katy. Và cái khu vực đó đó là mình có thể đi chợ Cà Mau nè, chợ Đồng Khánh hoặc là Katy Asian Town, cỡ tầm 10 đến 15 phút, rất là thuận tiện. Giá thuê rất là rẻ, chỉ có 2.3 thôi. Và tiền hostel là cỡ tầm 750 một năm. Thì nếu mà anh chị em kiếm tìm một căn nhà mà giá thuê rẻ, giá cả hợp lý cỡ tầm 300 ngàn tới dưới 400 ngàn á, thì khu đó có rất là nhiều nhà. Thì họ mới mở ra và họ đã bán tới 11 căn nhà rồi, rất là lẹ. Thì nếu anh chị em quan tâm về cái khu vực đó đó, thì em cũng sẽ để thông tin kế bên để anh chị tham khảo. Mình có thể xây theo ý của mình, nhưng mà nhà inventory á, thì hiện tại họ đang cho 20 ngàn cho mỗi căn nhà inventory, giảm giá cho mình. Còn nếu mà mình xây á, thì họ chỉ cho mình 10 ngàn để mà mình xây, mình upgrade theo ý của mình. Hiện tại thì họ chỉ xây nhà inventory một mặt gạch phía trước thôi. Nhưng mà nếu anh chị em muốn nhà ba bốn mặt gạch á, thì mình cũng có thể upgrade được. Hãng này là của Builder Long Lắc, thì họ xây rất là chất lượng và giá cả rất là hợp lý, dễ mua. Nhưng mà cái khu này thuế rẻ nên có rất là nhiều anh chị em quan tâm. Thì nếu anh chị muốn biết thêm thông tin về khu này, thì cứ gọi cho em nha. Mới nhà cũ, commercial, thuê mướn, đất em đều có thể giúp anh chị mua bán được hết. Khu vực nào xung quanh Houston em đều có thể giúp anh chị được luôn, chứ không có phải là những khu em giới thiệu không. Thì anh chị muốn biết thêm thông tin về khu nào hoặc là căn nhà nào thì cứ gọi cho em. Số điện thoại của em là 832 367 1041. Đừng quên cho một cái like và chia sẻ video của em nha. Em sẽ chia sẻ cái giá base price và nhà inventory ở trong cái khu vực này để anh chị em xem tham khảo luôn. Thì nếu anh chị muốn mua một căn nhà thuế rẻ tại thành phố Houston kế bên Katy, khu vực yên tĩnh không lũ lụt, đi chợ Việt Nam gần, thì khu này vì thấy rất là được, hãy nhanh tay lên trước khi mà họ lên giá nha. Tại vì họ đã bán 11 căn mà vì thấy đã lên 5 ngàn cho mỗi căn rồi đó. Thì nếu anh chị em quan tâm thì cứ gọi cho em ngay. Thank you.